Hello cả nhà. Thì hôm nay mình có dịp đi về quê thì cũng có đi ngang một cây cầu. Thì cây cầu này á, chắc cả nhà cũng biết rồi đúng không? Cả nhà miền Tây thì chắc hay đi ngang qua cầu này, có thể là biết cầu này. Đây là cầu Rạch Miễu nha. Mình đang quay từ trên cao xuống nhìn khá là đẹp nha cả nhà. Thì cái cầu Rạch Miễu á, là gọi là cây cầu dây văn bắc qua đây là sông Tiền, bên kia là tỉnh Tiền Giang, còn bên đây là tỉnh Bến Tre. Đây là một trong những cây cầu nó quan trọng lắm nha, để tạo ra sự kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái lịch sử của cái cầu này là được khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 4 năm 2002 nha, và được khánh thành sử dụng vào ngày 19 tháng 1 2009. Cầu thì gồm có hai nhịp nha cả nhà, mỗi nhịp là dài 270m, chiều ngang có 4 làn xe, còn chiều cao là tới 37,5m lận nha cả nhà, cho nên những tàu lớn qua lại bình thường nha, không ảnh hưởng gì tới cái cầu hết. Cầu rất là cao. Thật ra là khi làm được cái cầu Rạch Miễu này xong á, thì kinh tế ở Bến Tre nói riêng cũng như là Tây Nam Bộ nói chung thì được thúc đẩy khá là nhiều luôn cả nhà. Vì nhờ cái cầu này á, hồi xưa á, mình nhớ là đi phà rất là lâu luôn, đợi ít gì cũng phải là 30 phút, có lúc đông quá phải 40 phút luôn á, mà giờ có cái cầu rồi, chạy qua xíu là tới, rất là nhanh. Thì cây cầu Rạch Miễu này á, là một trong những cây cầu đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công luôn nha. Việt Nam mình cũng rất là nhiều người giỏi. Đây là dưới bến thuyền. Bến thuyền này là bắc qua Cồn Phụng nha. Ở đây có hai chiếc thuyền đậu nè. Chiếc thuyền đậu để chở người du lịch, khách du lịch. Thì bây giờ mình quay từ dưới lên trên, cả nhà thấy cái cầu khá là dài luôn. Xe qua lại đông đúc nha cả nhà. Sắp tới đây là bên mình có xây cây cầu Rạch Miễu 2 nữa. Vì cây cầu Rạch Miễu 1 quá tải rồi, quá là đông luôn, cho nên bên mình sẽ xây thêm cây cầu Rạch Miễu 2. Thì cây cầu Rạch Miễu 2 này là có cái chiều dài khoảng 17 km nha, là gấp đôi cây cầu Rạch Miễu 1 luôn á cả nhà. Thì khi mình đi vào thành phố thì mình thấy quán hủ tiếu khá là đông, cho nên sẵn tiện ghé ăn sáng luôn cả nhà. Tại vì sáng mình cũng đi sớm cho nó đợi kẹt xe á. Quán hủ tiếu này là nằm trên quốc lộ 60 luôn nha, của thuộc thành phố Bến Tre. Giờ này mình ghé là cũng hơn 8 giờ rồi cả nhà, chứ hồi sáng là đông dữ lắm luôn. Đây nè, nhìn cả nhà, nhìn nè, món ăn khá là hấp dẫn luôn nha. Có mực nè, tôm, trứng cút, giò heo, đặc biệt là đuôi heo rất là nhiều luôn nha. Và đây là hầm xương nè, xi quách hầm nè, gân nhìn rất là ngon luôn, rất là bắt mắt nha cả nhà. Cả nhà nhìn coi thèm chưa? Bây giờ là 8 giờ mấy rồi á, mà đồ ăn còn như vậy, mà xong trong khi đó hồi sáng bán rất là đông rồi đó cả nhà. Có thể là cô bán từ sáng tới trưa luôn á.
cả nhà mà có đi ngang thành phố Bến Tre thì ủng hộ cho cô nha. Mình thấy món nào cũng ngon hết luôn á cả nhà, mà giá chỉ có 30.000 một tô thôi, rất là rẻ. Bên cạnh đó thì cô cũng có bán một số bánh kẹo như là kẹo chuối nè. Kẹo chuối thì có hai loại nha, một loại lẻ và một loại trong bịch. Đây là nem, nem nhìn cũng còn tươi ngon lắm. À, bánh ống, bánh ống này thì mấy em nhỏ rất là thích nhây. Còn đây là mắm tép, toàn là những món mình ưa thích không đó cả nhà. Mình đã kết thúc video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh nha.